Glaucom là một trong những nguyên nhân gây mù hàng đầu trên thế giới và Việt Nam, với diễn biến ngày càng phức tạp và có xu hướng trẻ hóa. Theo báo cáo khảo sát quốc gia về các bệnh gây mù có thể phòng tránh được năm 2015, tỷ lệ mù loà do glaucom tại Việt Nam chiếm 4%. Để góp phần cải thiện tình hình trên, Tổ chức Orbis đã hợp tác với Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch triển khai dự án nâng cao năng lực khám và điều trị bệnh glaucom tại Việt Nam trong hai năm 2022-2023 với hai mục tiêu chính. 1. Nâng cao năng lực đào tạo nội trú tại hai trường đại học Y. 2. Củng cố năng lực khám và điều trị glaucom tại các cơ sở chăm sóc mắt tuyến tỉnh và thành phố. Dự án áp dụng nhiều mô hình đào tạo của Orbis như CyberSight, chương trình bệnh viện bay, đào tạo tại bệnh viện, các chương trình học bổng, đào tạo mô phỏng, đào tạo từ xa và các hội thảo trực tuyến. Với mục tiêu nâng cao năng lực đào tạo nội trú tại hai trường đại học Y, dự án đã hỗ trợ tăng cường đào tạo thực hành thông qua cung cấp các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao liên quan đến khám và điều trị glaucom. Đặc biệt, các khóa đào tạo từ xa kết hợp thực hành trong wet lab và cắt bè cùng giác mạc dành cho các bác sĩ nội trú đã được triển khai trong khuôn khổ dự án. Khóa đào tạo kéo dài 10 tuần, thực hành trên mô hình mắt nhân tạo và do chuyên gia quốc tế về glaucom trực tiếp giảng dạy. Chúng em đã được nghe các bài giảng rất chi tiết từ thầy Gabriel Lascano và những kỹ thuật để chúng em có thể áp dụng trong quá trình thực tập trên wet lab và cũng như trong con đường làm phẫu thuật viên nhãn khoa sau này. Tháng 3 năm 2022, Bộ Công cụ đánh giá chương trình đào tạo nội trú do Orbis xây dựng dựa trên các năng lực được phát triển bởi Hội đồng Công nhận Giáo dục Y khoa sau đại học đã được giới thiệu tới tất cả 5 trường đại học Y tại Việt Nam có chương trình đào tạo nội trú. Sách Bệnh học glaucom được Trường Đại học Y Hà Nội dịch từ các tài liệu của các chuyên gia quốc tế, biên soạn lại cho phù hợp với bối cảnh của Việt Nam và xuất bản. Sách đã được cung cấp cho các học viên tham gia chương trình đào tạo của dự án. Bên cạnh đó, các hướng dẫn thực hành trong wet lab về cắt bè cùng giác mạc, phẫu thuật phaco, vi phẫu, chương trình đào tạo chuyên sâu có cấp chứng chỉ đào tạo liên tục về glaucom dành cho các bác sĩ chuyên khoa mắt cũng được xây dựng và phê duyệt bởi hội đồng thẩm định cấp trường. Dự án cũng tập trung vào nâng cao kiến thức, kỹ năng giảng dạy và chuyên môn cho các giảng viên thông qua các khóa đào tạo về phương pháp giảng dạy đổi mới, các khóa đào tạo trực tuyến cập nhật kiến thức khám và điều trị glaucom với các chuyên gia hàng đầu thế giới. Vào tháng 5 năm 2023, các giảng viên và học viên của hai trường cũng có cơ hội đào tạo kiến tập trong chương trình bệnh viện bay tại Cần Thơ. Các giảng viên nguồn của hai trường đã tham gia khóa đào tạo diễn ra trong vòng 1 tháng tại bệnh viện mắt Dr. Shroff tại Ấn Độ để củng cố kiến thức, kỹ năng và phương pháp khám điều trị glaucom. Trong vòng 1 tháng, tôi đã được học cách tiếp cận bài bản khám, chẩn đoán, điều trị bệnh lý glaucoma. Tôi đã được tạo điều kiện thực hành tại phòng wet lab, các kỹ thuật cắt bè cuống màng, KDB dưới sự hướng dẫn của các giáo sư tại bệnh viện Dr. Shroff. Tôi cũng nâng cao được các kỹ năng mềm bao gồm thay đổi thái độ phục vụ với bệnh nhân, thái độ làm việc với đồng nghiệp và quan trọng hơn hết là sự tự tin của bản thân mình. Các giảng viên sau đào tạo đã trực tiếp tham gia giảng dạy trong các khóa đào tạo do Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức cho các bác sĩ nhãn khoa đến từ các cơ sở chăm sóc mắt của 50 trên tổng số 63 tỉnh thành phố của Việt Nam. Sau khóa đào tạo, các giảng viên đã trực tiếp đến các cơ sở chăm sóc mắt và đào tạo kèm cặp khám và điều trị trên bệnh nhân cho các bác sĩ nhãn khoa tại các cơ sở này. Thì thật sự đây là một cái chương trình rất là bổ ích cho các giảng viên của bộ môn mắt, cũng giống như là truyền đạt là những cái kiến thức đã thu nhận được qua chương trình, phổ biến cho các bác sĩ nhãn khoa ở các tỉnh thành phía Nam. Thì theo tôi đánh giá thì đây là một cái chương trình thật sự mang tính chất thực tiễn, cung cấp những cái kiến thức cần thiết cơ bản về glaucom, chẩn đoán, theo dõi và điều trị. Các chương trình đào tạo chuyên sâu tại bệnh viện theo tiêu chuẩn của Orbis lần đầu được triển khai với sự tham gia của chuyên gia glaucom của Việt Nam. Các học viên của khóa học đã trải nghiệm việc đưa các ca bệnh lên CyberSight hội chẩn với chuyên gia, hoàn thành khóa học tiền đề về glaucom và trực tiếp trao đổi với các chuyên gia thông qua các buổi đào tạo lý thuyết và thực hành khám điều trị trên các bệnh nhân mắc glaucom. Mình là một trong hai bác sĩ vừa được tham gia chương trình đào tạo nâng cao năng lực khám và điều trị bệnh glaucom do tổ chức Orbis phối hợp với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thực hiện. Đây là một cơ hội rất tuyệt vời đối với mình. Qua khóa đào tạo thì mình tự tin hơn trong việc khám, trị,
chẩn đoán ra các chỉ định cần thiết cho bệnh nhân. Dự án cũng sử dụng CyberSight, một nền tảng đào tạo trực tuyến y tế từ xa của Orbis, như là một công cụ hữu ích trong nâng cao năng lực chuyên môn cho các bác sĩ nhãn khoa. CyberSight tích hợp các bài giảng chuyên khoa, hội thảo trực tuyến và hội trần từ xa, giúp các học viên được tiếp cận nguồn học liệu phong phú, đa dạng và miễn phí. Với sự hỗ trợ của dự án, các bài giảng, video phẫu thuật, tài liệu đã được dịch sang tiếng Việt và đưa lên CyberSight, thu hút hàng nghìn học viên tham gia. Chuỗi webinar tiếng Việt do các chuyên gia hàng đầu về glaucom của Việt Nam giảng dạy cũng lần đầu tiên được tổ chức qua CyberSight với sự tham gia của nhiều cán bộ y tế, trong đó có nhiều học viên đến từ các cơ sở chăm sóc mắt ở vùng sâu vùng xa, những nơi khó tiếp cận với các cơ hội học tập phát triển năng lực chuyên môn. Cái dự án của chúng ta cũng đã tổ chức được rất nhiều các khóa học cho các bác sĩ cũng như là các chuyến hỗ trợ ở tại địa phương, và cái này thì có một ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp nâng cao cái chất lượng chuyên môn về khám chẩn đoán và điều trị glaucoma, từ đấy thì giúp ích được rất nhiều cho bệnh nhân glaucoma để họ được tận hưởng, được thụ hưởng những cái dịch vụ chăm sóc glaucoma tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng chuyên môn ngay tại tuyến cơ sở mà không phải cất công và không phải tốn kém chi phí để về tuyến trung ương. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái dự án của chúng ta mặc dù là diễn ra trong thời gian không quá dài, chỉ khoảng 2 năm, với một cái nguồn kinh phí cũng không phải là quá dồi dào, tuy nhiên là những cái hoạt động mà chúng ta đã làm được thì phải nói là vô cùng là đáng trân trọng và tự hào. Và tôi cũng hy vọng rằng là sau cái dự án này thì chúng ta sẽ có thêm nhiều hơn nữa những cái chương trình hỗ trợ từ phía tổ chức Orbis để làm sao mà giúp ích cho ngành nhãn khoa Việt Nam liên tục phát triển và tiệm cận với trình độ khu vực và các nước phát triển trên thế giới. Tổ chức Orbis xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch cùng các trường đại học y và các cơ sở chăm sóc mắt trên toàn quốc đã đồng hành cùng Orbis vì sự phát triển nhân lực cho ngành nhãn khoa Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có cơ hội hợp tác với các quý trường và thầy cô trong thời gian không xa.